Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nếu còn kẻ ngược người xuôi, nhân sanh bốn bể còn trôi nổi nhiều. Ruột gan như thể đốt thiêu hồi nào, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Thương đời mặc hạ phải đành hy sinh, trời sầu người thảm cảnh còn chi hơn. Nhân loại ngày về muôn hình vạn trạng tướng biến xanh, từ đây đến chuyển âm dương còn lắm sầu thương trong đời. Sầu tây chưa dứt lại sầu đông, lửa chẳng ở một nơi mà đâu cũng khói lợp trời ở con. Đến khi biển cạn non mòn, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng. Ngày rối cuộc cờ, tướng binh sống chết trong giờ khắc thôi. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Giữa đường bỏ xác biết bao nhiêu người, ném xác rừng xanh làm mồi cho thú. Giờ đây sắp đến đổi đời, khó tránh nạn eo của trời. Chúng sanh như cá nằm phơi giữa đồng, nạn tai chưa ngừng phút nao. Biển trần sóng gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Người đời chẳng chịu ngừng gươm đau, trong cảnh trần lao chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Thế gian nay lỡ mai bồi, đợi ngày thế giới biến di. Nhân sanh thế giới như là tơ treo, cảnh nguy nhân loại rất gần. Xưa nay bao cuộc tẩy trần, chớ nào phải mới một lần này đâu. Biển sông đổi lại cồn dâu, núi non biến hóa ruộng dâu đồng bằng. Đời tàn không thể giữ thay trường tồn, bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nạn. Chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù, xác thôi như lá mùa thu. Có nhiều thứ chết biết đâu mà lường, đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Sống trong cảnh khổ triền miên, chúng sanh đảo điên lu mờ, đọa đày biết thở nào thôi. Vô cùng thảm khốc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ sớm đi đóng quách chiều chui vào hồn. Đông tây lỡ đất lâm trời, xô nhau vào chỗ chết chùm. Chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Đời tàn đến sát bên không những nạn trời, chúng sanh còn chịu nạn người đa đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang, trẻ già bất tỉnh mê man xác hồn. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió chết đùa theo mây. Chết do máy tạo chuyển xoay, chết vì nhân loại súng gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Chúng sinh mang sống ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Lưới trời tuy thưa nhưng mà chẳng lọt một ai. Xác kỹ đời này thấy chẳng vui, thương người mến vật chịu đời thôi. Từ loại cỏ rác chung binh lửa, đến cả nhân dân phải khổ vùi. Binh hoạn lan tràn đâu phải dễ cứu, tai ương nổi khắp khó làm nguôi. Tam quân sắp đến ngày tận diệt, thảm thiết lòng đây bắt ngậm ngùi. Thương dân chúng đồng bào khắp nơi, gặp bụi đau binh đầy thống khổ. Lâm cơn hoạn nạn xiết buồn đau, nẻo lợi càng ngày thấy tiếng cao. Cảnh ấy chăng ôi là triệu chứng, tiêu điều thế giới cũng đi mau. Hỡi chúng dân chớ mê và bụi,
chớ nghĩ rằng sát hại sanh linh mà không nhận lấy nghiệp mình nghe dân, vì chúng nó cũng mạng như ta vậy. Hỡi chúng dân tỉnh mau cho lẹ, lấy đức hạnh lành mà xóa nghiệp sát sanh. Dùng khẩu mình ngon đầu lưỡi miệng, nghiệp phải đeo nặng hết thân mình. Hại sanh linh cho rằng ngon khẩu, nhớ cho rằng khi phước mất đi, những sanh linh đã giết rồi đây. Báo oán hận tâm sân phút cuối, có thấy không bao bệnh đau khổ, khắp dương trần cứ nghĩ không may, mang xác thể hình hài ốm yếu, bao khổ đau quặn thấp thân mình. Mình nằm đó thấy người khỏe mạnh, thì nói rằng trời Phật chẳng thương, đọa đầy xác thể thân này khổ ghê, bệnh tứ chi muôn phần đau khổ, đứng không yên nằm cũng chẳng lành. Rồi nhìn ra nhìn chúng nói cười, thì bảo rằng chúng đang vui vẻ, còn mình đây nằm chờ tử mạng. Rồi than trời trách đất tại sao không nghĩ lại nghiệp duyên mình tạo, gây bao điều hại báo sanh linh, trong tiền kiếp đời nay ngu huệ, lại gây thêm nỗi báo vô phần xác thân. Đau với bệnh toàn là nghiệp dữ, bao sanh linh nó bám víu vào, nằm nơi đó than trời không độ, trách Phật trời cảm ứng không linh. Tại sao tâm nằm đó không ngừng, nhất câu niệm thì làm gì cho niệm, nghiệp gây quá oán thù sát hại, thì niệm sao cho đặng bây giờ. Chúng dân ơi mau tỉnh ngộ dùm, hãy giảm bớt sát sanh loài vật, để thân ta bảo toàn tính mạng. Nghiệp không mang xác thể không còn lạnh, hỡi dân ơi phải ngộ cho rành, nơi trần tục phân minh rõ hướng. Đừng nghĩ rằng sát sanh loài vật là muôn phần không tội nghe chưa, tội khẩu dụng muôn phần ăn nó, thì có ngày cũng phải nhả ra. Khi dùng ngon lúc nhả đau dần, khắp thể xác biết lần đâu được. Hỡi dân ơi sao ngu quá đổi, cứ nghĩ rằng trời Phật không linh, linh hay không tự mình quá nghiệp, nghiệp dẫn đen thì phải Phật trời, không linh ứng bảo đời mà độ. Tại mình gây tội khổ bản thân, chứ người hiền nhất giả thiện duyên, thì đang vui vẻ an lành thấy không. Phật đâu kêu chúng sanh dân cúng hoa quả cùng bóng trái nhang dầu, dân áo tròn cùng đồ quý báu, đáp miễu chùa ăn to rộng lớn, cầu lợi danh để tốt cho mình. Rồi bảo rằng trời Phật không linh, mà linh chăng là từ tâm từ tánh, chế độ sinh mà tìm đường cứu khổ, không nghiệp quá đổi muôn phần, nghiệp đã tạo thì mình phải trả, chớ đặng sao bất kể khác trả dùm. Ai giúp mình vượt qua cái khổ, phải tự mình xóa đi mới được. Khi đã đến thiện duyên trả nó, phải nhất tâm niệm Phật an lành, những gì mình cần làm nhớ kỹ, phải đem ra phóng thị sanh linh, niệm cho nó được nghe rành sáu chữ, thỉnh thầy tụng giải nghiệp oan khiên, cứu ta được cũng là cứu loài vật vậy. Không oán hờn nó không chuyển xoay, mới hóa giải từ từ nghiệp báo. Chớ than trời trách đất dân ơi, tự mình gây do khẩu mình dùng, thì phải có thân này bất động. Đừng nghĩ rằng trời cao ban tận, đừng nghĩ rằng thần thánh lại hại ta, đó là nghiệp báo sát sanh, dân nghe phải tỉnh biết là lời hay. Chớ có nghĩ khùng điên nói bậy, nếu như mà nghiệp nó không gây, giết nó đi thì muôn phần cứ mãi, những vật kia sống mãi dương trần, nó sẽ cùng chúng ta mà sống, rất chan hòa không có tái sanh. Khi thọ mạng duyên căn cũng vậy, rất chan hòa hạnh phúc duyên tâm. Dân ơi hãy nhìn đi cõi thế,
nuôi vật nào mình mến mình thương, nó cũng đồng chung hiếu lại. Tuy nó là vật nhỏ mà thôi, nó vẫn biết quý mến yêu thương. Khi được chủ muôn phần bảo bọc, bổn mạng nó là có thật, nhất không lầm tất cả dân ơi. Khi mà tâm ta đây đã khảo, giết nó đi rồi nó sẽ khổ đau. Dòng lệ chảy bao năm chung sống, biết làm sao đến lúc trả rằng, thì nghiệp ấy sẽ dâng tất cả. Nghe cho rằng chớ sát hại sinh linh, giảm bớt đi đừng nên gây tạo, gây làm gì khẩu nghiệp mình mang. Hãy dùng nhất duyên trọn nơi đúng hướng, rau cải là Phật độ cho ta, dùng hàng ngày để rửa tâm tà.